Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Vì môi trường bền vững của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, ô nhiễm không khí đang ngày càng trở thành vấn đề đáng báo động ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, gây ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của con người và môi trường tự nhiên. Đặc biệt, tại các đô thị lớn, với mật độ dân số cao, lượng xe cộ tập trung nhiều, tình trạng ô nhiễm không khí càng trở nên nhức nhối. Những ngày qua, tại thủ đô Hà Nội và một số tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng, mức độ ô nhiễm không khí đã đạt đến mức nghiêm trọng, kéo dài, ảnh hưởng rất xấu tới sức khỏe và cuộc sống của người dân. Với một ngày mà thủ đô Hà Nội vừa có nắng lại vừa có gió như thế này thì mắt thường quan sát thấy chất lượng không khí khá là tốt. Nhưng mà trên thực tế, quan sát cái hệ thống quan trắc chỉ số chất lượng không khí này thì chỉ có 2 trạm là ở mức tốt thôi. Còn lại các trạm đều ở mức trung bình cho đến mức xấu. Vì vậy những ngày mà thủ đô Hà Nội có sương mù lại trời âm u nữa thì tình trạng ô nhiễm không khí sẽ càng gia tăng. Trong gần 3 tháng qua, nhiều khu vực ở Hà Nội và một số tỉnh thành miền Bắc thường xuyên chìm trong bầu không khí mịt mù của sương và khói bụi. Hàng loạt trạm quan trắc nồng độ bụi mịn tại Hà Nội đều ở mức trên 100 đến trên 200 là mức kém và xấu, mức có hại cho sức khỏe. Chất lượng không khí bây giờ nó càng ngày càng ô nhiễm hơn, có nhiều xe cộ đi lại. Cái lúc ngủ dậy nó hơi khó thở, thế em đi khám. Lên bác sĩ bảo là cái này là do đi ngoài đường nhiều bụi bẩn. Không khí ô nhiễm. Vâng. Và thứ nhất là bụi mịn, thứ hai là cái mùa lạnh này là nó không thoát được. Thời tiết là tác nhân gây ô nhiễm không khí, vì thế vào mùa đông lặng gió, ít mưa kèm với sương mù dày đặc, các chất ô nhiễm quẩn quanh ở tầng thấp hoặc không được rửa trôi. Từ tháng 9, tháng 10 cho đến tháng 3 sang năm thì đấy là cái khoảng thời gian mà ô nhiễm không khí cao. Bởi vì vậy trong thời gian giới từ nay cho đến tháng 3 thì tôi nghĩ rằng là người dân khi mà ra đường thì vẫn phải chú ý nhìn vào những cái chỉ số về chất lượng không khí. Ô nhiễm không khí bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau và một trong những nguyên nhân chính được xác định là do hoạt động sản xuất của con người. Như tại nhiều khu vực xung quanh các làng nghề, người dân luôn phải sống trong cảnh khói bụi ô nhiễm. Câu chuyện sau đây tại làng nghề Cô Đúc Nhôm, Mẫn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, nơi mà cách đây 2 năm, nhóm phóng viên của VTV đã từng về và phản ánh những khó khăn trong giải quyết ô nhiễm môi trường, thì tình trạng ô nhiễm đã tạm lắng một thời gian. Nhưng gần đây, ô nhiễm lại trở nên ngày càng nghiêm trọng. Hình ảnh cuối năm 2021 tại làng nghề nhôm Mẫn Xá. Còn đây là hình ảnh mới nhất chúng tôi vừa ghi hình. Một số cơ sở sản xuất trái phép đã bị dỡ bỏ, nhưng nhiều cơ sở mới lại hoạt động. Lửa vẫn đỏ bên những lò cô đúc nhôm. Ống khói vẫn nghi ngút suốt ngày đêm. Nhiều người lao động biết là ô nhiễm, thế nhưng vẫn phải làm vì cuộc sống mưu sinh. Cái khói bụi này nó chắc là độc đúng không ạ? Có độc ạ. Nó độc như nào? Nó hay ho, những cái này nó ho và phổi ấy. Ai chả sợ nhưng mà không có tiền thì phải đi làm thôi. Giữa làng Mẫn Xá, bãi xỉ thải từ quá trình cô đúc nhôm dầu mỗi ngày một đầy hơn lên tới hơn 300.000 tấn, gồm các chất nguy hại là thành phần kim loại nặng như xỉ nhôm, cadimi, chrome, mangan đều vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. Người phụ nữ này hàng ngày phải đi mót lại nhôm từ đống xỉ, cũng phải trang bị từ găng tay, khẩu trang, nhưng vẫn không ngăn được ô nhiễm không khí và mùi khó chịu. Khó thở phải chịu, không có tiền bây giờ làm như nào. Đầu năm 2022, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Phong đã cưỡng chế 140 hộ dân xây dựng đốt lò nhôm trái phép tại làng nghề Mẫn Xá. Nhưng sau một thời gian, nhiều cơ sở trái phép khác lại xuất hiện. Đống bã xỉ thải nó đã quá lớn nên là trong quá trình để lãnh đạo địa phương cũng như là chính quyền địa phương xử lý thì nó sẽ quá tầm và vượt khả năng của địa phương cấp xã. Xã Văn Môn có 5 thôn nhưng chỉ có thôn Mẫn Xá có nghề cô đúc nhôm. Đây lại là thôn nằm ở trung tâm của xã, vì thế khói bụi và mùi lúc nào cũng bủa vây toàn xã. Theo số liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh, các thành phần độc hại trong không khí ở thôn Mẫn Xá như lưu huỳnh, oxit nhôm luôn vượt mức cho phép tới hàng chục lần. Những cái hỗn hợp, những cái chất mà được đun nóng
trong cái điều kiện thủ công đấy thì nó bay lên và không được quản lý, và nó có thể vào trong cơ quan hô hấp, lên da của những người lao động ở đấy và những cái trẻ em với tất cả những cái người mà sống trong khu vực đấy. Những cành cây trong thôn hiếm khi thấy đâm chồi nảy lộc. Cuộc sống và cảnh quan của cả vùng đã và đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi ô nhiễm. Cùng với các làng nghề, các tác nhân gây ô nhiễm không khí còn do bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông, hoạt động xây dựng, hoạt động công nghiệp với lượng thải lớn và chưa được kiểm soát hiệu quả, kết hợp với yếu tố thời tiết bất lợi trong giai đoạn giao mùa. Nguyên nhân thì đã được xác định rõ, nhưng vì sao tình trạng ô nhiễm không khí vẫn chưa được giải quyết? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa ông, ô nhiễm không khí tại Việt Nam trong những năm gần đây diễn ra hết sức phức tạp. Vậy tại sao chưa có một giải pháp hiệu quả nào để giải quyết triệt để vấn đề trên? Đặc điểm của ô nhiễm không khí đấy là tức là xuyên biên giới, xuyên địa phương, tức là nó có thể theo các luồng không khí, theo gió, nó có thể ảnh hưởng đến các cái vùng khác. Cũng nhiều nơi cũng đã cố gắng giải quyết. Thế tuy nhiên thì cũng là nhiều nơi là cũng vì mưu sinh, đúng không? Vì cái cuộc sống như thế thì người ta cũng chưa thấy hết cái tác hại của việc là gây ô nhiễm. Nên tôi nghĩ rằng là trong sắp tới đây thì chắc chắn là sẽ phải có những cái giải pháp mà gọi là người ta hay nói là đột phá, để làm thế nào đấy để họ vừa có công ăn việc làm, phát triển sản xuất, nhưng một mặt cũng phải là bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khỏe của chính họ và cũng như cho cộng đồng. Vậy người dân cần làm gì để tự bảo vệ mình cũng như bảo vệ những người xung quanh? Thứ nhất tức là chúng ta cũng phải nên xem, thường xuyên theo dõi cái chất lượng không khí ở xung quanh chỗ chúng ta sống và nơi mà chúng ta sắp đến là như thế nào, đúng không? Hiện nay có nhiều những cái apps, những cái ứng dụng để chúng ta có thể theo dõi được chất lượng không khí tại một số thành phố, ví dụ như Hà Nội. Cái thứ hai nữa là chúng ta cũng phải có hành động để gọi là tự bảo vệ mình. Khi mà thấy cao như thế thì chúng ta phải suy nghĩ thật là kỹ là liệu mình có đi ra ngoài hay không, hay là ở trong nhà, rồi đóng cửa lại, rồi dùng những cái máy thiết bị hút bụi, rồi lọc bụi để mà giảm cái phơi nhiễm bụi PM2.5. Đến chính chúng ta cũng phải có những hành động để bảo vệ môi trường, tại vì những hành động của chúng ta nhiều khi là cũng gây cái tác động lên ô nhiễm. Ví dụ như chúng ta đi xe máy không có duy trì bảo dưỡng xe máy thường xuyên, vân vân, rất là nhiều những cái việc làm trong cái hành động trong cuộc sống của chúng ta cũng có thể thông qua đó là có thể giảm cái ô nhiễm môi trường. Nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí, vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06 năm 2022 về quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone. Theo đó, hiện cả nước có gần 2.000 cơ sở, doanh nghiệp phát thải phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Nghị định số 06 được triển khai áp dụng đã khiến cho nhiều doanh nghiệp phải nỗ lực tìm kiếm các giải pháp để thay đổi công nghệ, giảm phát thải ra môi trường. Để vận hành hệ thống lò hơi 24/24, doanh nghiệp dùng nguyên liệu đầu vào là viên nén mùn cưa thay cho than cám. Nhờ có hoạt động kiểm kê, lần đầu tiên họ đã xác định được lượng phát thải khí nhà kính từ hoạt động này khoảng 6.000 tấn khí và là nguồn phát thải lớn nhất của họ. Đây cũng là cơ sở quan trọng để họ đổi mới công nghệ thích nghi với quy định mới về phát thải khí nhà kính. Theo như là cái số liệu của chúng tôi cùng với các chuyên gia đồng hành về kiểm kê khí thải nhà kính thì hiện tại chúng tôi cũng đã giảm được một cái số lượng tương đối, và theo cái tỷ lệ như chúng tôi tính toán thì cũng giảm được cái lượng khí thải carbon là khoảng 10% so với cái công nghệ lò hơi mà sử dụng than cám ngày xưa. Phương pháp kiểm kê đang được nhiều doanh nghiệp áp dụng dựa vào số liệu các nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất như than, xăng, dầu, điện để quy đổi ra được lượng phát thải khí nhà kính. Vì thế, để xác định lượng phát thải một cách chính xác thì cần minh bạch thông tin trên. Thì chúng tôi cũng đã khuyến nghị các doanh nghiệp là trong các cái kỳ kiểm kê tiếp theo ấy, là khi chúng ta bảo dưỡng điều hòa hoặc là chúng ta sử dụng một cái dạng năng lượng ấy, thì chúng ta cần phải có phân tách được và ghi chép đầy đủ, và cần phải có sự minh bạch và chứng minh được rằng là chúng ta sử dụng đúng cái lượng đó. Đấy, vì nó liên quan đến việc mua bán tín chỉ carbon, liên quan đến tiền, bởi vậy mà cần phải hết sức minh bạch.
Từ việc kiểm kê phát thải khí nhà kính, doanh nghiệp này cũng sẽ lên lộ trình để cắt giảm, từ đó xác định được chính xác nguồn lực đầu tư cho các nguồn năng lượng mới. Bộ ban ngành và chính phủ có thể có những chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc và đi đầu trong cái kiểm kê khí thải nhà kính. Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam sẽ phải cắt giảm tối thiểu trên 563 triệu tấn khí CO2 tương đương. Trong đó, lĩnh vực sản xuất công nghiệp và nông nghiệp phải cắt giảm nhiều nhất. Trước tình trạng ô nhiễm môi trường không khí ngày càng trầm trọng, nhiều sáng kiến, giải pháp nhằm bảo vệ bầu khí quyển đã được đưa ra. Không cần phải là những phát kiến quá cao siêu, những ý tưởng đơn giản, nhưng thiết thực, gần gũi, dễ áp dụng đối với bà con nông dân lại đang phát huy hiệu quả rõ rệt. Nguyễn Minh Ngọc, một cô học sinh lớp 8, năm nay đã có một thuyết phục táo bạo. Mạnh dạn đề đạt với cha mẹ, mang một phần rơm rạ trên ruộng đồng nhà mình về nhà để ủ rơm trồng nấm và làm phân bón. Cái này con học ở trường, nếu mà thành công thì sẽ giúp được cho nhiều bà con hơn và sẽ giảm khói bụi trong môi trường. Sau mùa thu hoạch, nhiều hộ dân đã vùi rơm vào đất như lưu trữ nguồn phân bón cho vụ sau. Việc này giúp duy trì đạm và carbon trong đất. Đây là phương pháp thông dụng được người dân thực hiện ở nhiều địa phương. Ở xã Bình Phú, huyện Tân Hồng mình thì làm nông rất là nhiều, muốn tận dụng cái lợi thế của mình ở tại địa phương. Có nhân công, có nguồn nguyên liệu thì mình muốn mở rộng sản xuất. Viện Công nghệ Sinh học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng nghiên cứu thành công công nghệ vi sinh xử lý rơm rạ thành phân bón hữu cơ, phục vụ sản xuất, tiết kiệm chi phí và thân thiện với môi trường. Theo các nhà khoa học, trồng nấm được coi là một trong những phương pháp sinh học tận dụng nguồn rơm rạ hiệu quả nhất. Người dân không cần phân bón vì rơm rạ khi phân hủy đã đủ cung cấp dinh dưỡng cho nấm phát triển. Người trồng cũng không tốn nhiều chi phí đầu tư. Thưa quý vị và các bạn, không khí trong lành là điều vô cùng quý giá và cần thiết cho sự sống của con người. Vì thế, trước tình trạng ô nhiễm không khí đáng báo động như hiện nay, bên cạnh sự chung tay vào cuộc của các ngành, các cấp, mỗi người dân cần ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường sống xung quanh mình để có được bầu không khí trong sạch, thuần khiết. Trước khi kết thúc chuyên mục Vì môi trường bền vững kỳ này, xin gửi tới quý vị những hình ảnh đẹp của những bản làng vùng cao ở nước ta. Đây cũng là thông điệp và thay cho lời chào kết của chương trình Vì môi trường bền vững kỳ này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.